Ở đây mình có một ký ếch đồng nè mọi người. Ếch đồng này lúc mình mua là nó còn sống nha. Và mình đã nhờ cái người bán người ta làm giùm cho mình. Ở đây mình có bột ngọt, nước mắm, hạt nêm, dầu mè, dầu hào mình xin lỗi, tỏi sấy và bột ngọt. Ở đây là một hũ sa tế tôm cay nha mọi người nha. Nếu mọi người không ăn cay được thì mình dùng sa tế không cay ha. Đây, lá cách này nè, mình lựa những cái đọt non mình để nó riêng nè mọi người. Đó, mọi người thấy nó rất là ngon không? Còn những cái lá lớn thì mình để một bên một chút, mình sẽ sắc nó ha. Mình sẽ dùng một cây kéo ha. Và mình sẽ cắt nó ra nha. Nếu mình không có kéo thì mình dùng dao mình chặt ra nha mọi người. Ếch này là 130 ngàn một ký thôi. Mình sẽ để nguyên cái chân nó như vậy để nhìn cho nó to. Có con ếch này nó bự nè mọi người. Đó, nếu mà ếch á mà nó bự như vậy không á mọi người. Con ếch nó bự như vậy không á là 180 ngàn một ký nha. Giá khá cao ha mọi người. Nói chung là khá cao so với ếch mà mình nuôi ha, ếch nuôi ha. Ếch nuôi chỉ có 40 ngàn ký thôi. Ở đây mình có một muỗng ăn canh đường ha. Hai muỗng canh dầu hào nha mọi người. Hai muỗng canh dầu hào. Một muỗng canh hạt nêm nha. Nửa muỗng canh bột ngọt. Một muỗng canh nước mắm. Nước mắm ngon nha mọi người. Và mình sẽ cho tiếp vào đây. Hai muỗng canh tỏi sấy luôn nha. Rồi mình sẽ trộn lên. Mình trộn lên ha. Và mình sẽ để khoảng 30 phút. 30 phút cho cái ớt này của mình nó thấm gia vị nha. Rồi mình mới đem đi mình xào.